Hello các bạn, hôm nay thì mình sẽ lắp ráp mô hình cung song ngư nha. Em này là cung của mình đó các bạn, rất dễ thương luôn. Ở đây còn có rất là nhiều cung đáng yêu nè. Các bạn cung gì hãy bình luận nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tháo cái hộp này ra và sẽ lắp ráp cho các bạn xem nha. Đây là tờ giấy hướng dẫn lắp ráp cung song ngư nè. Em này lắp ráp rất là nhanh và đơn giản luôn. Còn đây là các mảnh lắp ráp này các bạn. Cái màu xanh này phải gọi là nó rất là đẹp luôn. Màu chủ đạo của em này là màu xanh dương. Bây giờ thì mình sẽ tháo cái bọc này ra nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lắp ráp thôi. Khúc này là mình sắp lắp ráp xong rồi nè. Gắn tóc vô cho cung song ngư nha. Gắn thêm hai cái cung này nữa là hoàn thành cung song ngư rồi. Ok, xong. Quá là đẹp luôn. Các bạn thấy có đẹp không? Mời đến. Ok, video của mình kết thúc tại đây nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.